Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Cha Cha TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo nha. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại video clip ngày hôm nay vào lúc buổi sáng thì tôi muốn chia sẻ với các bác thế này. Thật sự trong cái ngày hôm qua ấy, cái ngày mà có thể nói rằng là có rất nhiều những cái tin tức. Ví dụ như là người ta tổng kết lại xem rằng là đợt tới sẽ tuyên án cái vụ Trương Mỹ Lan như thế nào. Một số thông tin về nội chính, đốt lò cùng với cả là một số cái nó tương đối nhạy cảm. Thì tôi cũng chưa tiện chia sẻ với các bác, chúng ta sẽ chờ đợi đợt tới sẽ có những cái diễn biến. Nhưng mà công cuộc đốt lò thì các bác cứ cứ an tâm nha. Cái này là cam đoan chắc chắn đấy. Đó. Và như tôi dự đoán thì đến năm 2026 thì chúng ta sẽ có một bước chuyển có thể nói rằng là rất lớn. Bác Tổng Bí thư của chúng ta thì vẫn đang rất là khỏe và có thể nói rằng là rất là tuyệt vời. Đất nước Việt Nam rất là may mắn khi mà có bác. Bởi vì nếu như không có bác hay là như không có anh Đi Văn Nơi hay là một số người khác cộng sự thì chúng ta rất khó để mà có thể nhìn ra được một cái bộ mặt thật của một vị tướng công an. Và tôi không biết dùng cái từ gì để mô tả. Thôi thì kênh Cha Cha TV là cái kênh mà cố gắng lan tỏa những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà cũng phải nói một cái câu như thế này. Đấy là cái tin ngày hôm qua đấy. Và thật sự là tôi bức xúc. Và tôi cũng phải nói với các bác rằng là quãng đời tôi gặp nhiều, kể cả những cái vị đương chức cũng như là cả những cái vị mà biết cả những cái vị mà đã nhúng chàm và đã bị xử lý. Thế nhưng mà thú thật với các bác rằng là tôi chưa thấy một cái vị nào mà nó thật sự nó có một cái nó gọi là vô liêm sỉ như là ông Đỗ Hữu Ca. Trước đây thì tôi cũng bảo rằng là thôi thì có báo chí nhiều khi là mấy anh chị phóng viên mấy anh giật tít cái vụ Đoàn Văn Vươn đấy các bác, cái vụ Đoàn Văn Vươn đấy các bác, thì mình cũng nghĩ rằng là đợt đấy là anh bạn tôi là về mà cố gắng đánh cái vụ đó để mà giải cứu cái vụ đó. Thế nhưng mà tôi cũng nghĩ một cái điều thế này là dù sao thì nhiều khi là báo chí các anh chị viết phóng viên thì cũng là con người, người ta bức xúc quá người ta nói quá lên, chứ cái vị tướng Đỗ Hữu Ca thì xin thưa với các bác rằng là cũng làm gì đến nỗi như vậy, đúng không ạ? Nào rằng là một trận đánh đẹp, nào là xứng đáng viết vào sách giáo khoa. Thế thì tôi cũng nghe kể cả những người người bạn của tôi ở Hải Phòng, người ta cũng nói một câu rằng là chưa bao giờ họ có một cái gì đó ủng hộ hay rằng là tin tưởng ông Đỗ Hữu Ca cả, mà hầu hết dân Hải Phòng thì đều biết rằng là cái ông Đỗ Hữu Ca này như thế nào ở trong quãng thời gian tại vị tại chức của ông đó. Thế nhưng mà mình vẫn chưa gặp, cho nên là mình vẫn chưa tin, và mình cũng cũng bảo rằng là nhiều khi là họ cũng không phải là những người mà hoàn toàn tốt đẹp cả, cho nên là họ nhiều khi họ cũng nói một cái gì đó nó vênh lên kiểu như thế. Thế nhưng mà đến ngày hôm qua thì thật sự rằng là tôi tin. Và thậm chí tôi còn nghĩ rằng một cái điều thế này, đó là họ nhiều khi còn nói giảm nói tránh đi, bởi vì cái sự trơ tráo của ông Đỗ Hữu Ca nó vượt quá cái sự tưởng tượng của tôi luôn. Thật sự các bác là thế, nó vượt quá cái sự tưởng tượng của tôi. Và thật sự là mình không thể tưởng tượng nổi một con người người ta có thể đối xử với nhau như vậy. Cái việc xưa về ông Đoàn Văn Vươn, anh Đoàn Văn Vươn thì chúng ta cũng đã nắm rõ rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngày hôm qua ấy, thì đây là một cái người mà chúng ta gọi là cùng hội cùng thuyền, anh em trên bến dưới thuyền, hết tình thì còn nghĩa. 19 năm, 19 năm anh Đức anh ấy khai rằng là trước tòa là 19 năm anh ta với cả là Đỗ Hữu Ca thì như là một anh em ruột thịt, và thật sự là mối tình cảm nó rất là khăng khít. Cứ nhà Đỗ Hữu Ca có việc thì sẽ có mặt của anh Đức này trong mọi công việc của mình. Và anh Đức này thì làm cái nghề mà chúng ta gọi rằng là nghề là buôn bán hóa đơn giả. Không biết là trong cái quãng đời làm ăn thì anh có chia chác gì Đỗ Hữu Ca không, hay là một khắc kít này nó gắn bó bằng cái đó không. Thế nhưng mà thật sự với các bác là cái câu chuyện về anh Đỗ Hữu Ca ấy, là nó từ đó, và cũng không thể phủ nhận được rằng là nó không phải là 1 năm, nó không phải là mới biết, không phải là 2 năm, 5 năm, nó cũng không phải là thân sơ sơ, hợp tính hợp cãi nhau, mà đây là như anh em ruột thịt. Và nó có một quá thời gian nó giống như là
chúng ta gọi rằng là cảm có thời gian và có thể gắn bó rất kinh khủng. Gần 20 năm, tức là 19 năm, tôi có những người bạn mà đến bây giờ và các bác là 20 năm, và tôi gần như không bao giờ phải suy nghĩ gì, đề phòng nhau cái gì, vân vân. Chính vì thế có lẽ là anh Đức anh ấy dồn tất cả cái số tài sản của mình là 35 tỷ. Khi mà cái chuyện xảy ra thì mong muốn rằng là ồ thì đây là một cái vị thiếu tướng công an, một vị quen biết trong ngành, thì là một cái vị mà có thể rằng là thứ nhất là nếu mà ok thì giúp anh ấy qua khỏi cái cơn bí cực, không thì cũng là giúp đi giảm nhẹ cho anh cái vụ án. Chắc là anh cũng chỉ nghĩ thế thôi. Thế nhưng mà không ngờ là anh Đỗ Hữu Ca anh ấy không làm theo lời của những lời dạy của những lời Bác Hồ dạy cho chiến sĩ công an nhân dân, 6 điều Bác Hồ dạy. Anh ấy không hề khuyên cái anh Đỗ Hữu anh Đức ấy, anh ấy không ông Ca cũng không hề khuyên ông Đức rằng là thôi thì mày ra đầu thú đi, có gì để khắc phục hậu quả, có gì thì anh em giúp mày một cách như thế thì được giảm nhẹ tội. Như vậy nó vừa đúng nghĩa tình anh em, nó vừa đúng nghĩa của một chiến sĩ công an nhân dân, nó đừng nghĩa là một cái người anh luôn. Thế thì đáng nhất là phải là như thế. Thế nhưng không, đây chả nói gì. Và sau đó thì đổ lỗi rằng là loanh quanh với những cái lý do mà tôi nói thật với các bác rằng là nếu tôi mà là hội đồng xét xử, không bao giờ tôi chấp nhận những cái lý do như thế. Nó vừa buồn cười và nó vừa trẻ con và nó vừa ngây ngô. Ngây ngô đến cái mức độ mà nó phi logic đến mức độ là cùng cực. 4 lần đưa tiền đều để ở trong nhà của ông Ca, mà là ông Ca lại bảo rằng là ông không biết gì. Thế một tháng sau ông ấy biết rằng là đấy là có 35 tỷ. Thì các bác có tin được không? Xin thưa các bác rằng không ai tin được cái điều này. Không ai tin được cái điều này. Đúng không ạ? Từng đấy thời gian mà ông bảo rằng ông không biết. Nó thật rất là khó hiểu cho cái chuyện đó. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy lý luận của một vị tướng công an, một vị là kiêm thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, cơ quan điều tra nói luôn đấy, vừa là cảnh sát điều tra vừa là an ninh điều tra, tức là cựu thủ trưởng cơ quan điều tra của một tỉnh. Và theo như là cái lời là nói rằng là ngày xưa là rất nhiều thành tích chiến công và được tặng rất nhiều là bằng khen, giấy khen của cả thủ tướng nữa. Thế mà có những cái lời giải thích nó thật sự là đến trẻ con nó cũng không thể nào nó chấp nhận nổi cái lời giải thích này. Tôi không biết tòa chấp nhận hay không, nhưng nếu tôi mà là tòa thì không bao giờ tôi chấp nhận cái điều đó. Và tôi phán anh này kịch khung là bởi vì cái thái độ và những cái giải thích nó quanh co, và thật sự là nó là phi thực tế. Và thật sự là một cái điều nữa là bằng cái lời giải thích đó thì anh đã đổ lỗi cho hết là vấn đề là anh Đức anh Ca kia. Đúng không? Anh Đức kia, Trương Xuân Đức kia. Và đó là cái chuyện đó, anh em lúc này là từ trên bến dưới thuyền để chuyển lại anh em cây khế, đang từ gọi rằng là sống chết có nhau, có sống cùng sống, có chết cùng chết, cùng sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng mà nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Và chúng ta hay thấy trong phim Tuyến Hiệp, từ một cái tình anh em như thế 19 năm trong một khoảng thời gian rất dài, mọi việc đều có nhau, thì đến lúc này là ông Đức là ông bực quá, uất ức. Bởi vì tự dưng là mình dính vào cái tội nhận hối lộ mà án nó rất là nặng, mà lại còn mất 35 tỷ. Mà mất 35 tỷ này thì rõ ràng là Ngọc Anh, vợ của ông này, nói rằng là thôi thì cho em xin lại. Thế nhưng mà đuổi về, rõ ràng là ý đồ muốn chiếm đoạt 35 tỷ đó rồi, cũng chả giúp đỡ gì, cũng chẳng có khuyên bảo gì. Thì rõ ràng là ở đây nó cũng chẳng có chuyện là giữ lại, giữ hộ hay là cái vấn đề gì đó. Mà thật sự quá, tôi chẳng nhìn qua một vị tướng đấy thì mình không có bình luận một cái từ gì. Thôi thì mình cố gắng nói giảm, nói tránh, giảm hết mức có thể, giảm đến cái mức độ cung cực để mà giữ vững được cái tôn chỉ của cái nhà trai TV. Nhưng mà mình vẫn phải dùng một cái từ rằng là vô liêm sỉ, tức là không có liêm sỉ, không có liêm sỉ thật sự thế. Và tôi tự nghĩ rằng là với một con người như thế, với một thủ trưởng cơ quan điều tra như thế, với một quãng thời gian nắm quyền dài như thế, với một cái nhân cách như thế, thì tôi tự hỏi rằng là không biết bao nhiêu người đã từng là nạn nhân của ông này, bao nhiêu người đã từng là nạn nhân của ông này trong quãng thời gian ông ấy cầm quyền. Và cũng xin thưa góp một cái rằng là tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao có từng đấy cơ quan người ta lại
viết một cái đơn là xin giảm án cho Đỗ Hữu Ca, xin giảm án cho Đỗ Hữu Ca. Thật sự phải là dùng cái từ từ nữa rằng là nhân dân tin tưởng nữa thì mình cũng tương đối là cạn lời. Thôi thì nếu không nhờ công cuộc đốt lò của Tổng Bí Thư thì rất nhiều người là không bị lộ, nghĩa là không bị lột cái mặt nạ xuống, thì chúng ta mới thấy rõ cái bản chất là ngụy đảng viên mà lúc nào che chắn mình bằng cái mặt nạ nó rất là kinh khủng. Chứ còn đảng viên chân chính họ đâu có như vậy đâu. Nhưng mà cũng may. Đúng không? Thôi thì chúc các bác một buổi sáng tốt lành, và chúng ta sẽ chờ đợi cái tin tức ở cuối tuần này hoặc là sang tuần sau nha. Nhanh thì cuối tuần này, chậm thì sang tuần sau. Cảm ơn các bác rất là nhiều.